Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình chế cái tủ lạnh inverter Toshiba này lại. Nó xài một cái lốc nó bị hư rồi, cái lốc inverter này bị hư rồi. Nếu mình thay lốc inverter khác thì nó sẽ rất là tốn tiền. Mình cái bo này nó cũng bị đợt nó bị hư rồi nha mọi người. Mình sửa lại rồi mình phát hiện ra là cái lốc bị hư. Rồi bây giờ mình chế lại là mình xài cái lốc khác, là xài cái lốc thường. Cái lốc thường thì bây giờ mình nạp ga rồi, đây nó đang chạy rất là tốt đây. Và mình chế thêm một cái bộ điều khiển cho nó. Ở đây là cái nguồn vào mình sử dụng một con timer với thêm một cái gờ le và một cái nguồn xung, thêm một cái con đồ mô tát để tắt khi mà nhiệt độ nó đủ nhiệt độ, nó đủ lạnh thì nó tắt. Ở đây thì nó sẽ tắt cái lốc đây, con đồ mô tát này nó sẽ tắt cái gờ le, thì gờ le nó sẽ tắt lốc. Bình thường nó sẽ đóng, bình thường thì chưa đủ nhiệt độ lạnh thì con đồ mô tát này đóng, thì gờ le này đóng thì lốc chạy. Cái nguồn 12V này thì mình cũng điều khiển quạt lạnh ở trên và đèn led luôn nè mọi người. Đèn led thì nó có công tắc cửa nè, công tắc cửa thì mình đóng thì đèn led sáng thôi. Còn số 2 này thì mình đi qua cái con sò lạnh, con sò nóng và một cái điện trở xe đá. Vậy là nó xong. Đây, thành quả của mình đây. Đây đó, quạt ra nhiệt độ ra là 20+ độ luôn, rất là tốt luôn. Đây đèn led đây rất là sáng nè, đây nhấn vô là tắt nè, mở ra là sáng nè, sáng rực rỡ luôn. Đây cái con đèn bút tát mình chế lại đây, chế cùng mới con này nó tắt là khi mà đủ nhiệt độ lạnh thì nó tắt là lốc sẽ tắt luôn đó. Đây là đèn led nè, đèn led mình chế nè. Thấy chưa? Thêm một cái bóng đèn với một con 1K. Rồi. Ở trên đây thì mình gỡ mấy cái cảm biến ra rồi. Mình xài cái con điện trở, cái con sò lạnh để nó ngắt khi mà nó đóng thì khi lạnh, mà nó ngắt thì xả đá mà